Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Và mọi người hãy join vào cái nhóm Telegram để cập nhật những kèo iRot nó đã phân phối về ví mọi người, mình sẽ chia sẻ trên kênh Telegram cho mọi người biết nhé. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án nhận token đến từ iRot Post Forward. Để tham gia kèo iRot này thì mọi người sẽ chat post trên Telegram cho mình nhé. Sau khi vào đây bấm start cho mình, sau đấy mọi người join vào kênh group Telegram. Và tiếp tục là join vào kênh channel ra. Ở đây mọi join vào. Tiếp theo quay trở lại join vào kênh channel ta. Rồi. Quay lại, bấm vào check cho mình. Ok, ở đây mọi người nhập markup ra. Mã cấp ra khó nhìn thế này. N V K N N V K N N. A V K A V. Ok, tiếp theo bấm continue. Rồi, sau đây bấm submit my data. Ok, ở đây bấm don. Rồi, follow kênh Twitter và like và retweet là kênh Twitter. Sau đấy copy profile lên kênh Twitter của mọi người nhé. Ở đây bấm theo dõi này. Rồi, kéo xuống dưới này. Bấm thích này, like và retweet này kênh Twitter. Ok, quay trở lại. Copy profile link kênh Twitter của mọi người, sau đấy gửi vào đây cho mình nhé. Ok, tiếp đến là mọi người sẽ join vào kênh liên kết này, sau đấy bấm đôn cho mình. Rồi, ở đây nó hỏi là mọi người đã join vào kênh liên kết này chưa, bấm Z, bấm Twitter này. Mọi người join vào, retweet lại kênh liên kết cho mình. Kéo xuống dưới này, tìm đến dự án mọi người retweet nhé. Dự án nó ta ở đây bấm thích này, sau retweet lại cái liên kết. Ok, quay trở lại bấm yes. Rồi, địa chỉ ví mọi người dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví BSC ở ví Trust Wallet hoặc ví MetaMask cho mình nhé. Sau khi mọi người có copy địa chỉ ví rồi thì mọi người sẽ gửi vào đây, sau đây bấm gửi. Rồi, và khi mọi người gửi xong thì mọi người sẽ có link red mọi người chia sẻ bạn bè và người thân để kiếm thêm token ở đây nhá. Đây, mọi người sẽ có link red mọi người chia sẻ bạn bè người thân kiếm thêm token. Ở đây có cái nhóm group này, mọi người sẽ kiểm tra mọi người đã join vào chưa này. Nếu chưa join thì mọi người sẽ join vào nhá. Ở đây mình đã join rồi đúng không, quay trở lại. Rồi, bấm static thì mọi người sẽ dư. Đây là một dự án random nên anh em nào mà sau này phân phối token, nếu như anh em nhận được thì không nói, nhưng mà anh em không nhận được thì không được buồn nhá. Ok, như vậy là mình hướng dẫn mọi người dự án ăn chia và nhận 28 token VKNOW đến từ ví BSC. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.